Chuẩn bị giúp tôi hoa hồng, rượu vang và nhiều ngọn nến thắp sáng cho lung linh. Không biết là bao nhiêu hết mà đủ thắp sáng cho một căn phòng. Tôi thích một không gian thật là huyền ảo. Nóng, nhiệt quyết nóng bỏng á. Tóm lại là không gian riêng tư, nhớ hết chưa? Không được sai sót. Alo Phương hả? Tối nay 7 giờ. Đúng 7 giờ em phải ăn mặc thật đẹp, đi đến cái chỗ mà lát nữa anh sẽ nhắn tin cho em. Nhớ đúng giờ nha. Anh đợi đó. Con mời ông uống sữa. Cảm ơn con. Con tới đây thăm cô mà cô không có nhà, tiếc quá. Con xin phép về, hôm khác con quay lại. Ủa vậy hả? Vậy con không chờ Phát với anh Hiển sao? Dạ thôi, con gặp hai ảnh mỗi ngày trên tập đoàn cũng chán lắm rồi. Thôi con xin phép ông con đi về trước. Thôi con về. Dạ, ông nghỉ ngơi nha. Phương à, em đồng ý làm vợ của anh nha. Giờ con có đi đâu, con cứ đi đi nha. Thôi, cứ đi đi. Con không tin ông ngoại sẽ múa cái bài võ mà con dạy cho ông ngoại cho con coi nha. Nè, hai chân gian rộng bằng vai, càng khôn đảo lộn à, tấn cho chắc, quánh nè. Hây, hây. Ông ngoại sao vậy? Ngoại đau bụng. Thôi, đau bụng. Ông ngoại sao đây, ông ngoại đau bụng dữ vậy? Con đưa ông ngoại đi bệnh viện ha. Khỏi đi bệnh viện, đau bụng bình thường như hàng ngày vậy đó. Con đi đi, đi đi con, đi đi. Ông ngoại lo được. Đi đi. Ông ngoại có chắc là không sao không? Không có sao, con đứng đây lâu mới có sao nè. Đi đi. Vậy con đi nha ông ngoại. Đi lẹ lên đi. Sao vậy ngoại? Ông ngoại không xong rồi con ơi. Dạ anh ơi, ban nhạc đợi lâu lắm rồi, nhà hàng cũng sắp đóng cửa. Em trả tiền cho họ về giúp anh. Anh cảm ơn. Dạ. Phương không tới. Thật sự là Phương không tới gặp mình. Tại sao Phương không tới? Anh mới về hả? Ừ. Em xin lỗi nha, Tại vì em có chuyện đột xuất cho nên em mới không tới chỗ hẹn với anh được. Mà cái đầu óc em cũng kỳ ghê vậy đó, quên gọi điện thoại cho anh luôn. Chuyện đột xuất là chuyện gì? Là chuyện con mà con nói một người biết thôi là ông ngoại chỉ có nước độn thổ thôi đó. Em là chuyện riêng của em thôi à, không có gì quan trọng hết đó. Không có gì quan trọng mà để anh chờ gần hết cả buổi tối vậy sao? Bộ anh chờ em tới tận giờ này á hả? Em xin lỗi nha. Anh không có rảnh mà chờ em tới giờ này đâu. May là buổi tối em không tới, anh còn cuộc hẹn quan trọng hơn nhiều lắm. Vậy mừng quá rồi. Làm từ nãy tới giờ em áy náy với anh muốn chết luôn á.
đừng làm gì đó. Hỏi gì thôi, khỏi trả lời. Tối giờ anh ăn gì chưa? Không cần quan tâm đâu. Chảy máu rồi nè. Không sao, em mở em ra. Để anh nhiễm trùng bây giờ đó. Không sao. Để mà cho anh. Anh làm gì vậy? Còn tưởng là giận mình chứ. Bên bờ hạnh phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.